Chào các em, sau đây thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi C3 trang 66 sách giáo khoa vật lý lớp 11. Nội dung như sau. Tại sao không được phép dùng nhầm thang đo cường độ dòng điện của đồng hồ đo điện đa năng hiện số để đo hiệu điện thế trong mạch điện? Các em lưu ý nhé, câu hỏi hỏi vì sao mà chúng ta không được dùng nhầm thang đo cường độ dòng điện để đo hiệu điện thế? Vì trên đồng hồ hiện số, các em có thể quan sát lại trang 65 sách giáo khoa. Chúng ta nhìn vào hình 12.4, đây chính là hình ảnh của một chiếc đồng hồ hiện số. Thì chúng ta thấy là trên bề mặt của đồng hồ được chia ra làm các khoảng ở góc trên phía bên trái này là DCV, có nghĩa là đo hiệu điện thế một chiều. Còn phía bên phải là DCA, có nghĩa là đo cường độ dòng điện một chiều. Vậy thì chúng ta không được dùng nhầm thang đo để đo dùng nhầm cái thang DCA này để đo hiệu điện thế, mà chúng ta phải bắt buộc phải sử dụng DCV để đo hiệu điện thế. Lý do là các em biết rằng muốn đo cường độ dòng điện trong mạch thì chúng ta phải mắc ampe nối tiếp với cả đoạn mạch cần đo. Và thông thường thì để chính xác thì ampe kế phải có điện trở rất là nhỏ. Còn muốn đo hiệu điện thế U thì chúng ta phải mắc song song với đoạn mạch cần đo và vôn kế phải có điện trở rất lớn. Như vậy nếu mà chúng ta dùng nhầm thang đo DCA để đo hiệu điện thế thì chúng ta đã vô tình lối ampe kế song song với hai đầu của nguồn điện. Và như vậy thì sẽ xảy ra cái hiện tượng đó chính là hiện tượng đoạn mạch, đúng không nào? Và khi đó thì cường độ dòng điện chạy qua mạch điện rất là lớn và nó có hại, thậm chí là nó có thể làm hỏng cái dụng cụ đo, đó chính là chiếc đồng hồ đa năng này. Như vậy thì các em có thể ghi lại câu trả lời ngắn gọn cho bài tập như sau. Đó là chúng ta không được phép dùng nhầm thang đo. Cường độ dòng điện của đồng hồ đo điện đa năng. Để đo hiệu điện thế trong mạch, đó là vì khi mà đo cường độ dòng điện, muốn đo cường độ dòng điện chính xác thì phải mắc miliampe kế nối tiếp với mạch cần đo, và miliampe kế này phải có điện trở rất nhỏ. Còn muốn đo hiệu điện thế chính xác thì chúng ta phải dùng vôn kế có điện trở rất lớn. Và mắc song song với mạch điện cần đo.
Như vậy chúng ta thấy là hai dụng cụ với chức năng và cách mắc hoàn toàn khác nhau. Nên nếu sử dụng sai thì sẽ làm hỏng dụng cụ và không đo được số đo chính xác. Như vậy là chúng ta đã phân tích rất kỹ lý do vì sao mà chúng ta không được dùng nhầm thang đo ở trên đồng hồ hiện số đa năng.